Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, còn đây là cái súp bốt AM1200 phiên bản 2019, được làm bằng sơn sần cao cấp và gỗ cao cấp, về với anh Lý Văn Xuân ạ. Vâng, anh ở thành phố Lai Châu. Và bên em cũng tặng kèm dây jack kết nối và tặng một cái áo mưa, món quà chuyên của khách hàng của Zika Audio đến khách hàng ạ. Vâng, bên em cũng đang test cho anh Lý Văn Xuân nhé. Vâng, ba bác khách hàng bên em test lần lượt rồi ạ. Vâng, bây giờ cuối cùng là của anh Xuân ở Lai Châu. Vâng, này là dòng bát 30 đôi đất. Nghe chất âm lan tỏa cũng cực kỳ là hay. Vâng đây ạ. Của anh rất là khỏe. Rồi hơi đập rất là ác. Và xúc của anh Xuân cũng đang hoạt động đấy ạ. Và bên em cũng dán tem công ty Zika Audio phía sau để bảo hành cho anh 1 năm nhé. Nỗi 1 đồng hồ trong tháng đầu. Vâng, em thử ra xúc của anh đi đây ạ. Vâng, đây nhà không có xúc anh nhé, để anh so sánh. Vâng, nhà khác hoàn toàn luôn ạ. Vâng, bây giờ em sẽ hỗ trợ thêm súp vào để anh cảm nhận được sự khác biệt. Vâng, chúng ta cùng trải nghiệm thôi ạ. Và đặc biệt cái dòng súp điện này có thể kết nối với âm ly, vang cơ, vang số, rồi nâng tiếng, rất là dễ kết nối các bác nhé. Các bác có những thiết bị nào cũng có thể kết nối được khi mà nó có tín hiệu ra. Nó có thể kết nối được cả với lò kéo ạ. Vâng, đây là bộ dàn bên em, ngày nào bên em cũng test với đôi QSA là full bass 25, gồm một bass 25 và một chấp kèn và một cái lưng tiếng tôi đeo có tích mã là CB600 và một cái vang cơ la số mang thương hiệu Zia KM50X và một cái đẩy 4 kênh WeWood mã là 4850N và kết hợp với một cái sub bốt của anh Xuân ở Lai Châu. Đây là những cái dòng trầm mà bên em bán ra thị trường rất là nhiều vì là giá thành hợp lý, chất lượng thì không phải bàn đâu ạ. Và có sự phản hồi và đánh giá của khách hàng rất là tốt và hài lòng về chất âm nó mang lại quá là tuyệt vời. Vâng, anh Xuân nhé, hiện tại cái súp bốt AM1200 phiên bản 2019 của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây em xin phép được bỏ ra cho những bên đóng hàng gửi cho anh nhé. Hôm nay em sẽ gửi theo xe về Lai Châu. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty Zika Audio chúc anh Xuân và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.